Bạn nhìn xem, nửa đêm mèo mẹ ngậm con mình lên giường cô chủ. Cô chủ trừng mắt vờ như không biết, mèo mẹ nhét con vào trong chăn. Tại sao nó lại nhịn đau tự mình đưa con cho con người? Nó nhìn chủ với vẻ mặt tủi thân, như đang muốn cầu xin điều gì đó. Một tuần trước, mèo cái sinh được hai đứa con. Nó vốn đang yên tâm ở cữ, như con husky trong nhà cứ nhìn chằm chằm, còn chảy nước miếng, cộng thêm đầu óc nó không ổn định. Mèo mẹ sợ nó đói bụng, có khi lại ăn mất con của nó. Nhưng nó không đánh lại được, không đuổi đi được. Đáng buồn hơn là, Golden cũng thích lo chuyện bao đồng. Nó rất nhiệt tình với mèo con, nhưng lại khiến mèo mẹ lo lắng. Nó chưa ăn cơm đã đến liếm láp mèo con. Mèo mẹ có dự cảm chẳng lành, lúc nào cũng lo lắng, không có cảm giác an toàn. Nhìn chằm chằm quan sát Golden và Husky, nó suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định đưa con cho cô chủ và cầu xin cô ấy chăm con hộ mình. Thậm chí nó còn nhét con vào trong chăn. Cô chủ của chúng ôm mèo con và liên tục dặn dò Husky phải bảo vệ mèo con. Em làm anh lớn rồi, Husky nghe cái hiểu cái không. Sau đó nó thường xuyên đến thăm mèo mẹ đang ở cữ, nhưng đều đi tay không, không có món quà nào cả. Nó thường chủ động chăm sóc mèo con, ánh mắt lộ ra sự yêu thương. Nếu không cho nó chạm vào mèo con, nó còn biết trách móc, sủa một cách bất mãn. Được cô chủ dạy dỗ, Golden và Husky đối xử với mèo con dịu dàng hơn nhiều. Dù không phải con ruột, nhưng có thể thấy mèo mẹ không còn sợ hãi nữa, nó yên tâm hơn nhiều. Bình thường Husky nhìn không đáng tin, nhưng lúc nó có lòng thì Golden cũng không bằng nó đâu. Lúc nào cũng ở bên mèo mẹ, nhìn càng giống cha của đứa trẻ. Đương nhiên Golden cũng là một chú chó ấm áp, nó là cao thủ trong việc chăm sóc bé sơ sinh. Nó liếm lông vệ sinh cho mèo con, động tác rất dè dặt. Nó còn đứng canh ở cửa, không cho con mèo khác hay Husky vào uống trộm sữa. Bạn không biết đâu, 3 tháng trước Golden cũng mới sinh một bầy con. Mọi người hay nói đùa con nhà người khác đáng yêu hơn. Nó không chăm con mình mà lại đến giúp chăm mèo con. Con của nó rất thân thiện, thấy mẹ chăm mèo con cũng vội chạy đến giúp. Dù rằng chính nó cũng là một em bé, do ở chung với Husky trong thời gian dài, hai con chó cũng có tình cảm với nhau. Từ khi Golden sinh con ra, Husky liền trở thành bảo mẫu, thậm chí còn đóng vai mẹ, giả vờ cho cún con ăn. Nhưng nó là con đực, ha ha ha. Nó chăm mèo con và cún con với Golden. Một mèo hai chó nhìn cũng khá tình cảm, nhưng mèo mẹ vẫn hơi lo lắng. Dù sao thì đầu óc của Husky không hề bình thường, nó sợ con mình bị bắt đi. Nhưng cô chủ quan sát nghiêm túc hai ngày nay, thấy Husky rất có lòng. Việc mọi người lo lắng đã xảy ra, 3 hôm sau Husky đã phạm lỗi. Nó vừa làm gối dựa cho mèo con, vừa há mồm ngậm con còn lại. May mà mèo mẹ chưa nhìn thấy, nếu không nó sẽ bị cào sưng mặt. Đầu óc nó ổn định trong 3 ngày nay là không tồi rồi. Đây là mèo được biết ấp trứng nhất trên mạng, không chỉ thành công ấp 7 quả trứng nở thành gà con, mà còn chủ động nhận trách nhiệm làm mẹ chúng. Được nó chăm sóc, gà con lớn lên như mèo, thậm chí còn học theo tư thế ngủ của mèo. Đây là chú mèo Brandon. Câu chuyện là như vậy. Một ngày đẹp trời của tháng 3, con sen của nó nghĩ ra một trò đùa, nhét mười mấy quả trứng gà vào ổ của Brandon, định trêu chọc nó. Ai ngờ, hành động này đã mở ra chức năng ấp trứng của Brandon. Đến khi con sen lấy trứng ra, Brandon không chịu, còn đẩy con sen ra, sợ cô ấy cướp trứng của nó. Cứ như vậy, Brandon hóa thân thành gà mẹ, ngày nào cũng kiên nhẫn nằm ấp trứng, ngóng trông ngày gà con ra khỏi vỏ. Bạn muốn biết nó yêu số trứng này bao nhiêu không? Nó liên tục lật trứng, rồi kéo vào lòng ôm hôn, nhìn như yêu thích không muốn rời. Trời lạnh, Brandon sẽ ôm trứng của mình đến chỗ sáng phơi nắng. Một hôm, con sen cầm một quả trứng giả đến, định trêu chọc nó, nhưng nó vừa ngửi, đã biết đó không phải trứng của mình, rồi xoay người không thèm để ý con sen nữa. Nhờ sự quan tâm chăm sóc của Brandon, gà con thành công chui ra khỏi vỏ. Brandon cũng trở thành ông bố bỉm sữa, bắt đầu bước lên con đường chăm con. Nó rất yêu chiều gà con, nó cẩn thận liếm lông cho từng đứa. Thấy gà con nghịch ngợm, sẽ ấn đầu nó xuống bảo nó ngủ. Lúc gà con ăn, nó sẽ đứng ở một bên trông, canh gác cho chúng. Nó còn chủ động đưa đồ ăn của mình chia cho gà con. Ăn xong, bầy gà con sẽ chủ động nhào vào lòng bố để bố liếm lông cho chúng. Gà con dần lớn lên. Tại sao con của tôi đều biết tung cánh chạy, không đứa nào giống tôi? Thôi kệ đi, là con mình sinh ra thì mình phải chịu, phải chấp nhận sự thật thôi. Nhưng phiền phức bắt đầu đến rồi đây. Đám gà con tranh nhau phân chia gia tài của Brandon. Nhìn Brandon và đám gà con đang dính lấy nó, lớn lên từng ngày, tôi không nhịn được mà thốt lên. Ông chú chỉ vào chuồng chó nói, con chó nhà ông ấy đang cất giấu báu vật trong đó. Đó là thứ gì vậy? Ông chú bế một con mèo con ra khỏi chuồng chó. Nó rất đáng yêu, mở to mắt nhìn con người trước mặt, không hề sợ hãi, mà rất thân thiện. Ông chú áp mặt vào người nó, trêu đùa nó, một người một mèo chơi rất vui vẻ. Ông ấy vuốt ve nó, một lúc sau nó nằm trong lòng ông ấy ngủ thiếp đi. Bây giờ mèo con đang sống trong chuồng chó,
coi chó là mẹ mình. Nhưng tại sao mèo con lại ở trong chuồng chó? Ông chú kể lại hôm đó trời mưa to, mèo con cố gắng bò tới gần chuồng chó. Lúc đó nó đang hấp hối. Con Mick thấy vậy, vội vàng ngậm nó đưa vào chuồng, ôm nó trong lòng, dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho nó, mới cứu được mèo con. Từ đó mèo con coi đó là nhà mình, ngày nào cũng dính lấy Mick. Mick đối xử với mèo con rất tốt, ngày nào cũng vệ sinh cho nó, rồi ôm nó ngủ. Nhưng Mick lần đầu làm mẹ nên cũng rất lúng túng. Mèo con bị dây xích của nó hất ngã, nó lại rất hào hứng. Mèo con bất lực, ông chú mời bác sĩ thú y đến kiểm tra cho mèo con. Thấy bụng mèo con đầy thức ăn, kỳ lạ, nhưng mèo con vẫn chưa biết ăn đồ cho chó. Lẽ nào mèo mẹ âm thầm đến cho nó ăn, hay là Mick cho nó bú sữa? Nhưng ông chú lại phủ định, dù Mick là chó cái, nhưng nó luôn bị xích lại, bị quản rất nghiêm, nên nó chưa từng đi hẹn hò, nên không thể có sữa được. Để tìm hiểu nguyên nhân, họ lắp máy quay xung quanh chuồng chó, để xem mèo con uống sữa như thế nào. Buổi tối mèo con theo Mick vào chuồng, Mick nằm xuống, mèo con vội vàng bò lên người nó, rồi chui vào trong lòng. Có thể thấy Mick rất thương mèo con, nó liên tục liếp láp mèo con. Vợ chồng ông chú cũng rất kinh ngạc, không thể hiểu được. Mèo con nằm trong lòng Mick, hút sữa của nó, hai người trừng mắt nhìn. Họ rất ngạc nhiên, không thể tin đây là sự thật. Hôm sau họ đưa Mick đi kiểm tra, thì thấy Mick có sữa thật. Ông chú lắc đầu, tỏ vẻ rất ngại ngùng. Bác sĩ nói nó đang mang thai giả, dù chưa từng sinh con, nhưng sau khi nó cứu mèo con đói muốn tìm sữa, tình mẹ khiến nó có sữa. Ông chú vuốt ve nó, khen nó có tấm lòng lương thiện, là một con chó ngoan. Ông ấy cho nó ăn nhiều hơn, thay đổi khẩu vị, bổ sung dinh dưỡng. Mèo con có chó mẹ chăm sóc, không cần lo chuyện ăn uống nữa, ngày nào cũng được ăn no bụng. Sau khi chó mẹ ăn no, liền quay lại chuồng ăn no bụng. Mèo con nằm ở ngoài phơi nắng, nó gặp được một con chó mẹ tốt như vậy, đúng là rất may mắn. Ông chú nói mình sẽ chăm sóc mèo con, để sau này cho nó bắt chuột. Khung cảnh ấm áp này khiến tôi thấy ấm lòng. Còn bạn thì sao? Ông chú đẩy con gà ra, bên trong ổ là thứ gì đó đen xì, nhìn không giống gà con chút nào. Bạn nghĩ đây là cún con sao? Không không, đây là một đàn thỏ con mới sinh. Bà mẹ vội vàng ôm thỏ con vào lòng, sợ chúng bị lạnh. Ông chủ tỏ vẻ rất khó hiểu, ông ấy chưa từng thấy gà mẹ đút cho thỏ con ăn. Người nhà họ nói nếu không có con gà mái già này, đàn thỏ con này sẽ gặp tai họa. Sau khi con thỏ nhà họ sinh được một đàn con, họ chưa từng thấy thỏ mẹ chăm con, thay vào đó là một con gà mái. Vậy thỏ mẹ đi đâu rồi? Mọi người đang thảo luận thì thấy thỏ mẹ trở lại. Nó nghiêng cái đầu, hôn say đắm với con thỏ đực khác. Ông chú rất tức giận, mắng rồi tách chúng ra. Có thời gian yêu đương mà không có thời gian chăm con. Ông chú nhanh tay bắt nó lại, định để nó cho con bú. Không ngờ ông ấy vừa đặt nó cạnh thỏ con, nó đã nhanh chóng lách vào ống chạy khỏi chuồng gà. Thỏ con trong ổ nhao nhao đòi ăn, không biết tại sao mà thỏ mẹ sống chết không chịu ở lại bên con. Có lẽ nó đang tham luyến cuộc sống tự do. Chỉ còn lại gà mẹ ôm chặt thỏ con vào lòng. Đến đêm, thỏ mẹ và thỏ đực lại trở lại chuồng gà. Nó quay lại làm gì? Nó chui vào ổ gà. Thỏ con thấy mẹ về thì rất kích động. Thỏ mẹ nằm cạnh gà mái, thỏ con giúp đến, giúp vào lòng mẹ bú sữa. Mười mấy phút sau, thỏ mẹ lại nhảy ra. Gà mẹ vội vàng che chở thỏ con. Thỏ mẹ nhìn đàn con của mình, thấy vậy ông chú không cần lo thỏ con bị chết đói nữa, mà lại chuyển hướng sang việc tại sao thỏ mẹ và gà mái không thể giao tiếp với nhau, nhưng lại thay nhau chăm sóc thỏ con. Một vị chuyên gia được mời đến kiểm tra. Ông ấy nói đây là lần đầu mình gặp chuyện như thế này. Ông ấy còn chụp ảnh gà mẹ đang ấp thỏ con lại làm kỷ niệm. Ông ấy giải thích thỏ khôn có ba hang, để trốn sự truy bắt của thiên địch. Thỏ mẹ sẽ không quá thường xuyên chăm sóc con mình, mỗi ngày cho ăn 5 đến 10 phút, đủ để cung cấp dinh dưỡng cho thỏ con phát triển. Thật ra thỏ mẹ vẫn luôn chăm sóc tốt cho con, còn gà mái thì xuất phát từ tình mẹ bao la. Nó nghĩ mình sinh ra thỏ con, nên vẫn luôn ở bên chăm sóc chúng. Dù sao cũng không có gì không tốt, so với việc tách hoặc đuổi gà mẹ đi, không bằng để nguyên như vậy sẽ tốt hơn. Không chỉ có sự che chở ấm áp của gà mẹ, mà còn có sữa của thỏ mẹ, thỏ con sẽ nhanh chóng lớn lên. Ông chú quyết định để gà mẹ tiếp tục chăm chúng, đến khi chúng hoàn toàn cai sữa. Xem ra gà mẹ một khi mắc bẫy, sẽ rất khó thoát. Không biết sau khi thỏ con lớn lên rồi rời đi, nó có buồn không? Cảm ơn mọi người đã đón xem. Hẹn gặp lại ở video sau nhé. Tạm biệt.